Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jammy. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay được hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem sự thành công của bạn về công việc và tài chánh nhé. Mi chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Hoặc chúng ta có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ cho tụ một biết về sự thành công trong công việc và tiền bạc tài chánh của tụ 1. Bạn nhận được lá bài là ba gậy. Tụ bài số 2. Xin vũ trụ cho tụ 2 biết về sự thành công. Ok, mình nghĩ đây là lá bài của các bạn. Hai gậy. Tụ bài số 3. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết về sự thành công trong công việc và tiền bạc tài chánh của tụ bài số 3. Lá bài này của các bạn đó. 7 ly. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem về sự thành công trong công việc sự nghiệp cũng như là tiền bạc tài chánh của các bạn tụ bài số 1. Thì từ lá bài đại diện chọn tụ, bạn nhận được một cái lá bài là Virtu, là ba gậy. Đây là cái xe cứu hỏa, xe chữa lửa đó các bạn. Và cái người thợ, người lính cứu hỏa này đang đi lên, đang đi tới nơi có cái vấn đề đó. Vậy thì cái lá bài này nó đang cho mình nhìn thấy rằng là trong cái công việc của các bạn bây giờ đây là nó đang chuyển qua một cái giai đoạn, nó chuyển qua một cái thời điểm á, mà bạn đã thực sự là take action. Có nghĩa là bắt đầu nó đang chớm có những cái bước hành động đầu tiên sau suốt một cái khoảng thời gian. Mà nó có một cái ý tưởng nào đó nó xuất hiện, nó có một cái cơ hội nào đó nó xuất hiện, một cái công việc nào đó nó xuất hiện mà bạn chưa làm gì cả, thực sự gọi là chưa làm gì cả, mà theo kiểu giống như nó rơi vào trong một cái trạng thái bạn cứ lững la lững lờ lững la lững lự và đợi một cái gì đó thực sự là nó có một cái động lực cho các bạn, đợi nó có một cái gì đó nó thực sự là thôi thúc các bạn tiến về phía trước, rồi xong sau đó là bạn nghĩ tới cách này, bạn nghĩ tới cách kia, lập kế hoạch nọ, tính các đường đi, tính các nước bước, nói chung là nó sẽ thiên về cái sự chưa có nhận ra được rõ ràng cái phương hướng, cái đường hướng, cái cách thức hay là cái cách làm hay là cái kế hoạch, nó sẽ thiên nhiều về cái góc độ là bạn không thực sự có được cái độ mà giống như là nó gấp rút, nó thôi thúc và nó động lực bạn đó. Vậy thì tất cả những cái điều đó đi, bây giờ đến cái giai đoạn này bạn đã nhận diện ra rất rõ, cực kỳ rõ luôn về cái vai trò của mình nè, về cái kế hoạch, về cái phương hướng, về cái cách của mình, về cái phương pháp của mình, cũng như là cái tầm ảnh hưởng, cái giá trị của tất cả những cái điều đó mà nó tác động ra xung quanh là như thế nào, cho nên là bạn đã bắt tay vào hành động. Mà ở đây có một cái cảm giác là phải hành động nhanh, phải hành động nhanh nữa là khác. Và cái năng lượng của cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, tụ bài số 1, cái lá bài số 3 gậy này nè, nó cho mình nhìn thấy là
Sau cái bước này mà bạn thực sự là bạn đã nhúc nhích rồi, thực sự bạn đã take action, hành động rồi á, thì cái kết quả của nó là cái kết quả đáng hứa hẹn nhé. Mi cảm giác là như vậy, nó sẽ mang đến cho các bạn một cái sự gắn kết lớn giữa các bạn tụ bài số 1 và những người xung quanh. Những người xung quanh nó có thể là người làm chung với các bạn, những người xung quanh đó có thể sẽ là làm chung là theo kiểu giống như đồng nghiệp hay là đối tác vậy đó. Rồi những người xung quanh họ có thể sẽ là khách hàng hoặc là một cái khán giả hay một cái đối tượng mà có thể sẽ không có tương tác trực tiếp với các bạn hàng ngày đâu, nhưng đang có bạn sẽ thu hút được nhiều những cái sự chú ý của người ta. Mình sẽ đưa ví dụ cho các bạn. Ví dụ giống như là ở đây là một cái lá bài mang năng lượng lửa nè, hỏa nè, mình sẽ ví dụ luôn trực tiếp trong cái trường hợp này luôn các bạn, là một cái người lính cứu hỏa. Bạn hình dung là nó có một cái sự cố báo cháy nào đó, thì những cái người lính cứu hỏa này là họ phải gấp rút lên ngay cái kế hoạch các bạn, chứ không phải nghe cái là sách vở chạy đâu. Lên ngay cái kế hoạch cháy ở hộ cá nhân thì khác, cháy ở chung cư thì khác, ví dụ vậy. Thì họ chạy tới, sau khi họ có kế hoạch xong họ chạy tới tức thì rồi và bắt tay vào trong hành động. Thì bạn hình dung bao nhiêu con mắt là từ hàng xóm cũng ngó cho đến những căn hộ kế bên đó cũng ngó đó. Và khi mà bạn làm được cái chuyện đó, bạn giải phóng được, bạn chấm dập tắt được cái cơn lửa đó, thì bạn hình dung là bao nhiêu cái ánh mắt nó nhìn vào, mặc dù có thể là những cái người mà họ đang quan sát họ không có bị trực tiếp cái thiệt hại. Bạn hình dung áp cái năng lượng nó vào trong cái mà mi đang nói dở với các bạn tụ bài số 1, mà mi muốn đưa cái ví dụ đó để cho nó rõ hình ra. Có nghĩa là khi mà bạn đã tốn một cái khoảng thời gian bạn suy nghĩ rất là nhiều rồi, xong sau đó bắt đầu bị bây giờ là hành động đó, thì ví dụ như bạn làm trong cái lĩnh vực marketing đi, thì bạn take action, bạn launch, ví dụ bạn launch một cái sản phẩm nào đó ra, hoặc là bạn chạy một cái chiến dịch nào đó của bạn, thì không phải 100% là khách hàng họ đều mua cái sản phẩm đó của bạn cả, nhưng ít nhất là bạn có một cái brand awareness đó, là người ta nhận diện được thương hiệu của bạn, ít nhất là người ta đã có một cái sự để ý, nó có một cái sự chú tâm về cái thương hiệu của bạn. Đó là cái sự thành công trong lĩnh vực marketing đó. Thành ra cái mức độ mà đo lường ở trong marketing nó kiểu là như vậy. Thì bạn cứ áp đó vào trong cái lĩnh vực của bạn, tại vì ở đây có thể sẽ có những cái người kinh doanh và buôn bán đó, chứ không hẳn là marketing không đâu đó. Kinh doanh buôn bán thì đó không có hẳn là bán được hàng như cái target chỉ tiêu mà bạn kỳ vọng, nhưng mà ít nhất là người ta biết đến cái thương hiệu, biết đến cái cửa hàng, biết đến cái shop của bạn, biết đến cái mặt của người chủ quán cái kiểu giống vậy đó. Thì ít nhất nó gây được một cái tầm ảnh hưởng, nó có một cái tiếng vang, và cái công việc của bạn nó cực kỳ là có cái ý nghĩa đó. Có ý nghĩa vì ngay cái thời điểm mà bạn đã nhận ra được rồi, vì ở đây nó có cái awareness nè, một cái sự nhận thức về beauty là vẻ đẹp. Hai cái lá bài này đang cho mình thấy là ngay cái thời điểm mà bạn đã nhận ra đó, thì nó đã phải trải qua suốt một cái khoảng thời gian mà các bạn tụ bài số 1 mới thấy được, là kiểu giống như là bạn đã nó giống như là bạn giam mình ở trong cái kế hoạch, hay là cái khoảng thời gian mà bạn đánh giá nhiều thứ lắm, bạn kẹt trong cái giai đoạn đó nó đủ lâu rồi, cho đến cái thời điểm mà đấy, khi mà cái thời điểm này nó đến thì bạn quyết định, nó có một cái liều lĩnh rằng là mình cứ tới lui như vậy mãi, nó không có đâu vào đâu mà chỉ có thực tế thôi, đụng chuyện thực tế thực tiễn đó, thì nó sẽ mới có những cái thực sự nó diễn ra để mà mình biết tốt hay là chưa tốt hay kiểu nào đó. Thì ở đây một cái metaphor, mới có cái cảm giác giống như bạn quyết định có một cái hành động. Mình lúc nãy hình như mình lỡ buộc miệng ra một cái chữ là liều lĩnh đó các bạn đó, tại vì trong đầu của mình nó đang suy nghĩ đến cái chữ là risk taking, có nghĩa là chúng ta gọi là liều lĩnh. Mong rằng là bạn đừng đón nhận cái từ đó ở cái góc độ mà không tích cực nha, bạn hãy đón nhận nó ở góc độ tích cực giúp mình. Có nghĩa rằng là thôi thì bây giờ là mình phải chỉ có làm thì mới biết được nữa, chứ còn bao nhiêu là kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C thì nó cũng chỉ là cái sự tưởng tượng, phỏng đoán và phân tích thôi, nhưng nó không có cái tính thực tế ở đây đó, kiểu vậy. Cho nên là bạn mới action, là bạn mới hành động. Thành ra là ở đây mình đang nhìn thấy rằng là suốt cái nhiều tuần qua, thậm chí có nhiều người là nhiều tháng lắm rồi, rất nhiều tháng rồi, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, nghĩ thôi chứ còn có nghĩ kỹ hay không đó, và có nghĩ thông được hay không thì mình không biết, nó chỉ tốn thời gian để mình nghĩ thôi. Vì ở đây nó có một cái bowl, là một cái chén plenty of material things, kiểu như là bạn bị nó cứ vật lộn trong quá nhiều những cái ý tưởng chăng, phương pháp chăng, rồi biết đâu có cả cái sự gợi ý nữa chăng, rồi bạn cũng muốn dành thời gian cho học cái này, chuẩn bị cái kia, lay hay cái nọ đó, nó cái kiểu giống như vậy. Thành ra rốt cuộc cuối cùng là nó cái chốt là cái gì đó,
chốt là cái gì, mà trong khi đó thì bạn đã thấy rằng là mình thấy rõ rồi, đây là một cái ngách của mình, đây là một cái hướng của mình rồi, nhưng mà bị mắc kẹt mãi như vậy. Ở đây mình đang nhìn thấy giống như là bạn muốn phá vỡ đi cái giai đoạn đi lòng vòng thấy mệt đó, thành ra là mình dùng cái chữ risk taking, có nghĩa là bạn muốn có một cái mà nó thực sự là thực tiễn, thực sự là nó mang cái tầm mà nó có cái yếu tố thực tế đó. Cho nên là cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, tụ bài số 1 mình kêu là đấy là cái thời điểm mà bạn hành động, và cái việc mà khi mà bạn bắt tay vào làm thì cái tầm tác động, cái tầm ảnh hưởng, cái tầm mà lấy được cái sự thu hút, thu hút được cái sự để ý, xin lỗi, tự nhiên lấy được cái sự thu hút thu hút được cái sự mà để tâm để ý của nhiều người xung quanh, có cái tầm ảnh hưởng rộng á. Mi đang nhìn thấy ở cái góc độ đó, có một cái tầm ảnh hưởng, có một cái độ tương tác, có một được một cái độ mà chạm đó, reach, độ chạm của các bạn tụ bài số 1 đến với nhiều người xung quanh, nó đạt được cái điều đó nữa cho các bạn tụ bài số 1. Và một cái kế nữa, chắc có lẽ là bạn sẽ hỏi là vì vẫn đưa như những cái ví dụ mà mình nói với các bạn, thì bạn thấy là ok, cái công việc của mình nó là như vậy, rồi cái hiệu suất, cái hiệu quả của nó có thể sẽ là như vậy, rồi rốt cuộc cuối cùng tiền đâu, bán hàng cũng phải có tiền về đó. Thì nghiêm túc mà nói, mi chưa thực sự nhìn thấy trong cái trả bài này của bạn nó có cái dấu hiệu là về tài chánh và tiền bạc, nhưng mà nó cũng không có cái dấu hiệu nào cả về báo động đỏ nguy hiểm hay có cái gì. Và bạn sẽ phải hình dung cái yếu tố nó logic ở chỗ này là bạn chỉ vừa start up thôi, beginning á, kiểu vậy. Bây giờ là bắt đầu mà, bắt đầu bạn có một cái take action thì nó đòi hỏi thời gian. Mà thời gian ở đây á, để cho bạn chứng minh được cái việc của bạn làm là nó hiệu quả và nó mang lại doanh thu, doanh số, lợi nhuận á, thì lúc nãy mình cũng có nói với các bạn rồi, cái lợi ích, cái giá trị mà bạn thu về được là tầm ảnh hưởng, là danh tiếng chăng, tầm ảnh hưởng, rồi sự nhận thức, sự để ý, nhận diện, xin lỗi, sự nhận diện của người ta về cái công việc, về cái sản phẩm, hay là về cái công ty, về cửa hàng, về quán, về shop của bạn, thì nó sẽ là một cái tác động mà cần phải có thời gian trong cái đường dài tí xíu, thì nó mới bắt đầu là người ta đổ dồn tới mua sản phẩm của bạn, mua dịch vụ của bạn, hoặc là có những cái mà tương tác với bạn, thì nó mới ra là tiền bạc và tài chánh, tiền bạc và tài chánh đó. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà chúng ta cũng nhìn với nhau một chút xíu các bạn nhé. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ về sự thành công tài chánh và tiền bạc của các bạn tụ bài số. Có cảm giác nó muốn bay ra thôi, thì chưa bay ra thì mình chưa lấy. Xin vũ trụ cho tụ bài số 1 thấy rõ về sự thành công tài chánh, tiền bạc của các bạn tụ bài số 1. Ok. Rồi. Magician nhảo thuật. Justice. The Fool. Đây, mình nghĩ là lá bài này nó nên ra. King of Cup, King of Cup. Lấy thêm một bạn nhé. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 1 thấy rõ về thành công, tiền bạc và tài chánh của tụ 1, King of Pentacles. Rồi, rốt cuộc cũng có một cái dấu hiệu mình nhìn thấy nó hơi có cái chuyện là tiền nông ở đây. Thuận lợi, thuận tiện, thành công thì nó ra tiền nông ở đây. Rồi, thực ra là khi mình nhìn những cái lá bài này, nó làm cho mình có một cái cảm giác các bạn tụ một. Ngay khi mà cái gọi là cái cơ hội, cái ý tưởng hay là một cái công việc nó xảy đến với tụ một á, như mà mình vẫn đang nói dở cái lá bài này. Mình cứ có cái cảm giác cái việc mà tụ bài số 1 bạn loay hoay như vậy, để mà tìm cái cách để làm, tìm cái cách để triển khai, tìm cái cách để nắm bắt á, thì bạn thiên hướng là về cái chuyện đó hơn. Đây mình nói là tìm cách làm, tìm cách nắm bắt, rồi tìm cách triển khai thực thi, mà nó không thực sự có một cái khoảng bạn tập trung vào cái việc là xem là những cái điều đó nó mang lại về cái tiền bạc và cái giá trị tài chánh gì cho mình á. Biết mình diễn tả gì, bạn hiểu không? Kiểu giống như là người ta lên một cái kế hoạch để làm công việc. Rồi, bộ phận nào cũng vậy, marketing hay sales, mi vẫn đang có một cái nhìn như vậy nè. Bộ phận nào cũng vậy, khi mà bạn nói kế hoạch này của bạn làm, kế hoạch kia của bạn làm, nhưng rốt cuộc cuối cùng bạn phải estimate là cái gì? Tiên đoán hả? Tiên liệu được là nó mang về cho công ty bao nhiêu doanh số đó. Nhưng mà hình như mi đang có cái cảm giác là cái việc này nè, cái
cái cơ hội lần này của tụi bà số 1, bạn không có đi sâu vào trong cái phần mà bạn tiên liệu được cái tiền mà bạn sẽ nhận lại được, tiền mà bạn sẽ thu về được, mà cứ có cảm giác là bạn loay hoay muốn tìm một cái gì đó để có thể mang cái tính là ứng dụng được, mang cái tầm ảnh hưởng, mang đến cái giá trị lợi ích. Thì về đây nó có một cái bài King of Cup, King of Cup, cup chủ là về cảm xúc. Nó đang cho mình nhìn thấy một cái tâm hồn đẹp của các bạn tụ một. Nhưng mà tâm hồn đẹp này chứ không phải là tâm hồn trẻ thơ nha. Vì bạn có mi sợ mi phải nói rõ là khéo đâu bạn nghe mi nói là à loay hoay làm mà không có nghĩ đến chuyện kiếm tiền á. Không phải, tâm hồn đây là một tâm hồn rất đẹp. Bạn thiên hướng về là giá trị, bạn thiên hướng là về cái hỗ trợ nhiều hơn thôi. Chứ còn tiền thì vẫn có chứ. Tiền thì vẫn là có. Nhưng mà nó có thể là vì bạn mãi đang bị mắc kẹt ở trong cái giai đoạn là bạn sắp xếp lại những cái ý tưởng và biến nó cho nó khả thi, biến nó cho nó mới lạ, biến nó cho nó thành một cái gì đó, thành cái điều đó nó làm cho tụi bà số một á, bạn chật vật đó, đúng nghĩa là bạn chật vật. Nhưng mà cái chật vật này chỉ một mình bạn biết thôi, mới có cảm giác là mọi người xung quanh có thể sẽ không có biết được lắm đâu. Ở đây bạn tụ bài số 1, ở đây nó có hai cái lá bài rất là hay. Hai lá bài nó có một cái sự trùng khớp ở đây. Tụ một bạn có thấy được cái chữ strength không, mình kiểm tra coi. Ok, bạn thấy ha, strength. Đó. Sức mạnh. Sức mạnh này là sức mạnh ở trong lòng của mình á, cái sức mạnh, cái động lực của bạn, cái sự loay hoay của bạn, bạn làm việc á. Mà người ngoài họ không có biết đâu. Đó, thành ra là bạn loay hoay mãi nhưng mà không có tìm được cái tính thực thi, không tìm được cái tính ứng dụng, không có tìm được cái cách để mà áp dụng cái kiểu như vậy đó. Cho nên nó cứ làm cho bạn chật vật suốt. Mà trong khi đó là bạn đã, có thể bạn đã từng làm trong cái lĩnh vực này, hoặc là cái chiến dịch tương tự, hoặc là một cái kiểu cách làm tương tự rồi, nhưng mà sao bây giờ đổi qua một cái cơ hội mới này, đổi qua một cái ý tưởng mới, một cái cách mới này, một cái hướng mới này, thì nó làm cho bạn rất chi là loay hoay. Thành ra bằng một cách nào đó, cái lá bài Knight of Pentacles nó đang cho mình nhìn thấy là có thể từ cái cột mốc mà bạn bẻ sang cái hướng này thì bạn thấy nó có vẻ bị chậm, nhưng không sao, ở đây là một cái hướng chậm nhưng nó chắc. Vì tụ một bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có tới tận cả ba cái đồng hồ trên một cái thân cây. Cây nhé bạn, cây nó đòi hỏi rất nhiều thời gian để nó lớn lên và nó thành đại thụ như thế này. Đó, thành ra cái Knight of Pentacles nó vẫn cho mình nhìn ở một cái góc độ, nó phải có cái thời điểm vàng, divine timing của nó, divine timing. Và cái thời điểm vàng nó tới ngay khi mà bạn rõ tỏ tường hết mọi thứ rồi thì bạn mới hành động được. Đó, thành ra nó chậm nhưng mà nó rất là chắc. Chả có vấn đề gì, chậm nhưng mà nó chắc thôi. Vậy thì quay lại vẫn là mình đang đi tìm cái dấu hiệu của tiền. Có tiền chứ không phải là không có bạn nhé. Ở đây là nó mang, vẫn mang cái năng lượng của success, là một cái sự thành công. Nhưng mà tiền nó, bạn xúc tiến nó chậm thì tiền nó về. Dĩ nhiên là phải chậm theo cái lúc mà bạn hành động mà. Nhưng mà chậm nhưng mà nó chắc. Chậm nhưng mà nó chắc. Đó, vì ở đây bạn sẽ có một cái lá bài Justice. Justice là công lý, cán cân và cả một cái hợp đồng nè, cả một cái hồ sơ ở đây nè các bạn tụ tụ một. Nó thể hiện là ngay từ cái điểm khởi đầu mình nhìn thấy, vì sao bạn lại được chọn cho cái cơ hội mới này, vì sao bạn lại được gọi đến cho cái cơ hội mới này, vì sao cái cánh cửa này nó lại xuất hiện với bạn chứ không phải là với người khác. Vì là bà Justice đó cho mình có một cái cảm giác là karma, là cái hệ quả, là cái kết quả của các bạn tụ bà số 1 suốt những cái thời gian trước, mấy năm trước, biết đâu được là cả mấy năm trước đi. Thành ra cái sự chứng minh thực lực đó của các bạn đã đẩy bạn đến cái thời điểm mà bạn nhận được cái món quà vũ trụ này, rồi bạn loay hoay chuẩn bị kế hoạch cho đến bây giờ mới thực hiện đó. Đó vẫn là cái đoạn đầu đó. Và khi mà bạn loay hoay bạn thực hiện như vậy rồi, nó có thể sẽ chậm nhưng không sao cả, bạn đang vẫn trên đường tạo nên một cái hệ quả, tạo nên một cái kết quả mới cho các bạn đó. Mà hệ quả kết quả mới lúc nãy mình nói nó có được một cái tầm tương tác, một cái sự thu hút được cái nhận diện và chú ý đó đó. Và cái Justice ở đây biết đâu nữa là một nhóm các bạn tụi bạn số 1 chuẩn bị làm cái gì đó mà liên quan đến các bạn phải ký một cái hợp đồng gì đó kiểu kiểu vậy. Thì Justice này nó vẫn cho mình nhìn nhận được là một cái sự công bằng cho các bạn tụi bà số 1. Thế nên bạn loay hoay chật vật như vậy, nhưng mà mong rằng là bạn
hãy 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 thả lỏng, đừng đừng quá mà giống như là mệt mỏi hay gì, tại vì mới có cảm giác hệ quả sẽ tới, kết quả rồi sẽ tới, xứng đáng chứ. Vì vì ở đây là một cái cán cân, nó thể hiện một cái công bằng. Có thể mình nói lúc nãy mình dùng cái chữ risk taking, không có hẳn là risk đâu, bạn chỉ taking một cái điều gì đó thôi. Vì giống như là give rồi xong take á, trong trong cái tiếng Anh tụ một, chắc các bạn biết một cái cụm cặp đôi từ là give là cho đi, take là nhận lại đó. Mà ở đây lúc nãy mình dùng cái chữ bạn take risk, không phải đâu, mình con nghĩ là nó là một cái hệ quả nào đó mà bạn đã phải give, là cho ra cái sức lực, sự cống hiến nào đó của mình, sự chứng minh thực lực nào đó của tụi bạn số 1 rồi, nhiều năm qua luôn đấy, chứ không phải nhiều tháng qua mà nó được cái chuyện giống như vậy. Nhiều tháng thì ok, đây là trả bài chung, có thể sẽ là có nhiều tháng, nhưng mà đại đa phần sẽ là nhiều năm qua. Đó là lý do mà bạn là người có cái thực lực riêng của mình, nhưng mà đối riêng với cái sản phẩm này, hay là cái cơ hội này, hay là cái chiến dịch này, thì bạn có phần hơi hơi một chút xíu loay hoay, vì bạn muốn phải tỏ tường được nó thôi. Cho nên là quay lại vẫn là đang đi tìm cái tiền bạc của các bạn. Thì bạn hình dung nè, đấy vẫn là với cái lá bài đại diện chọn tụ của bạn, nó chủ về là một cái người lính cứu hỏa. Thì bạn hình dung là mình sẽ phải nói thẳng, nó có một vài những cái quốc gia mà cái việc chúng ta nhìn nhận cái sự cống hiến và giá trị của người lính cứu hỏa có thể nó sẽ không cao, thậm chí mờ nhạt chả nhớ tới trong cuộc đời. Nhưng mà một vài cái quốc gia bạn hình dung những cái người lính cứu hỏa là giống như là hero đấy, anh hùng đó, cái sự trân quý, tôn trọng và cái nhìn của mọi người xung quanh về về người lính cứu hỏa nó cao lắm các bạn đó. Vậy thì bạn áp dùm mi cái quốc gia đó, cái năng lượng đó vào trong cái hoàn cảnh này của tụ bài số 1. Nó vẫn là như vậy các bạn, hình dung lính cứu hỏa thì chắc tiền lương làm sao nó bằng được giống như là chủ doanh nghiệp hay là dân kinh doanh nó kiểu vậy. Nhưng mà bạn gain được cái khác, bạn thu hoạch lại được cái khác. Cho nên quay trở lại lúc cuối cùng là cái quá trình, cái công việc của các bạn nó vẫn có cái thu nhập chứ. Nó vẫn có cái doanh số, doanh thu của các bạn chứ, có, nhưng mà nó trong cái tầm mà chấp nhận được. Nhưng đổi lại bạn lại có một cái tầm tương tác, bạn lại có một cái tầm ý nghĩa trong cái công việc, một cái giá trị về ý nghĩa, một cái giá trị nó giống như là trách nhiệm cộng đồng giống vậy, trách nhiệm cộng đồng nó rất là nhiều. Thành ra đây là một cái giai đoạn mà các bạn tụi bà số 1 tạo nên một cái thời khắc mà nó có thể sẽ là ghi dấu được trong cái, đặc biệt là cái CV của các bạn rồi, và một cái thời điểm bạn tạo ra một cái sự ghi dấu mà nó giống như về cái thương hiệu của bạn, thương hiệu của cái công ty bạn nha, và thương hiệu cá nhân của các bạn, mà đó là nó mới kiếm tiền dễ về lâu về dài. Còn trước mắt đối với cái này mi vẫn có tiền, vẫn có tiền các bạn. Nhưng mà không có phải là cái mức độ mà coi như là tự nhiên đột biến một cái doanh thu nó đổ cái ầm về một núi tiền, nó không ở cái góc độ đó. Nó phải có cái tính hợp lý trong cái hoàn cảnh của các bạn. Tại ở đây nó có một cái đó, far away là nó xa nè, distant friend is thinking of you. Đó cái lá bài này, a distant friend, một cái người bạn xa đang suy nghĩ về các bạn tụ bài số 1, nhưng mình không có nghĩ là ở cái góc độ bạn bè ở đây đâu. Nhưng mà đó còn có những mi ví dụ như Headhunter, người săn đầu người đó, công ty săn đầu người nè, hoặc là những cái branding khác, brands khác, nó đang quan sát cái chiến dịch này, cái lần này nè, và cái giai đoạn này của các bạn tụ bài số 1, đó là một cái thu nhập của các bạn luôn đó, cái thu nhập đó, chứ không phải là về tiền không mà nó thu nhập với các bạn tụ bài số 1. Mình vẫn cảm giác là như vậy, cho nên đây là một cái thời điểm nó khá là quan trọng với các bạn tụ bài số 1. Công lao, công sức của các bạn, nếu bạn cảm thấy nó chật vật suốt khoảng thời gian qua thì nó xứng đáng thôi. Nó xứng đáng. Coi như ở đây nó có một cái lá bài Hierophant. Hierophant nó mang cho mình có một cái cảm giác học, thì coi như là suốt khoảng thời gian qua mình học thiệt kỹ, mà bây giờ mình ứng dụng đi, mang cái lý thuyết vào trong thực tế đi, rồi nó sẽ có cái hệ quả, kết quả đẹp nó đang chờ các bạn tụ bài số 1 phía trước. Mà mình đang có một cái cảm giác nó có thể sẽ mất không nhanh được các bạn nhé. Ở đây Trusted nó xuất hiện trong trải bài của các bạn, mình có cái cảm giác là nó sẽ mất phải hơn nửa năm, phải khoảng đó, vài quý đi, cho nên nói nửa năm không ấy, vài quý cho đến hơn cả là nửa năm, hoặc nó sẽ dài lâu 1-2 năm gì đó. Nó mang một cái tác động, nó mang một cái tầm ảnh hưởng rất lớn đến các bạn tụ bài số 1, và nó giúp bạn sẽ thay đổi đó, cá nhân bạn thay đổi, bạn trở nên một con người khác ở góc độ tốt hơn, đẹp hơn, kiểu giống như là bạn hoàn thiện bản thân hơn đó, kiểu như bạn phát triển bản thân hơn, kiểu như bạn không có còn giống bạn như cái ngày hôm nay, cái thời điểm mà bạn nhìn thấy cái trải bài này của mình. Tất cả các trải bài của mình đều là timeless hết đó, không có cái thời gian cố định. Khi nào mà bạn coi được cái video này thì lùi về vài tháng trước hoặc là vài năm trước, ok, đó là cái cột mốc để bạn nhìn khoảng là 1 năm sau cho đến 3 năm sau, bạn hoàn toàn thay đổi.
Đây là một cột mốc lớn của tụi bạn số 1, cho nên nó là một cái thu nhập của các bạn luôn đấy, về về lâu về dài. Ok, đây là một trả bài rất đẹp tụi bạn số 1. Rồi, mong bạn luôn ủng hộ My với, bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình, bấm like yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụi bạn số 1. Chúc cái hành trình công ăn việc làm sự nghiệp tài chánh của các bạn nó luôn luôn có được một cái sự thăng tiến đều đặn ổn định và thịnh vượng bạn nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2, đây là Viên Đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tổ 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem về cái sự thành công trong công ăn việc làm sự nghiệp cũng như là tiền bạc tài chánh của tổ 2. Thì tụi nghe cái lá bài đại diện chọn tổ của bạn Dominion. Đây là một cái lá bài hai gậy, bạn còn một cái lá bài hai gậy khác trong trải bài A. Tụi hai bạn thấy mấy cái lá bài như vậy sao nó lạ vậy? Tại vì mới định lấy hai lá thôi mà không hiểu vì sao nó bay ra nhiều quá, mà mới nghĩ bay ra như vậy là vũ trụ muốn cái thông điệp này tụi hai phải đón nhận, cho nên mình không có nghĩ là mình nên cất vào, thành ra mình để hết đây, nên là bạn thấy nó hơi bị nhiều. Rồi quay lại cái lá bài đại diện chọn tụ của bạn, mới đang có một cái cảm giác là nó sẽ rơi vào trong một cái giai đoạn mà tụ bài số hai đó, kiểu giống như là bạn có một cái đường hướng công ăn việc làm, một cái ngã rẽ về kinh doanh, xong sau đó là bạn muốn đầu tư nhiều lắm vào cái việc là suy nghĩ nè, lập kế hoạch liên quan đến cái việc là tìm ra một cái đường hướng nào đó để mà bạn làm, nhưng mi vẫn có một cái cảm giác vì nó có hai cái lá bài số 2 ở đây, mình nghĩ rằng là bạn không có làm cái việc này một mình. Đó, kiểu giống như là bạn có đồng nghiệp của bạn, không phải đồng nghiệp mà là đối tác nó mới đúng, cái người hợp tác, cái người song hành với các bạn. Đồng nghiệp cũng được, người làm chung. Đó, thành ra cái việc mà cả hai cùng suy nghĩ về cái ý tưởng mới hoặc là một cái cơ hội công việc mới hay một cái ngã rẽ mới này, nó bắt đầu là nó dành cho hai bên nhiều cái sự tương tác. Có lẽ đó là lý do mà teapot là một cái ống trà, là thành ra là vũ trụ mới hất một loạt các lá bài tea leaf. Đây là bài tea leaf các bạn. Ok, tea leaf, hất một loạt các lá bài nó bay ra như vậy để cho mình đang nhìn thấy rằng là bạn sẽ có một cái sự tương tác với lại người khác làm chung với các bạn nữa. Nhưng quan trọng ở chỗ nó là nhưng cái sự phối hợp của hai bạn, cái việc là cả hai cùng nhau lập kế hoạch, cùng nhau là tìm cái đường hướng, lúc đầu thì nó ok, nhưng mà cứ có một cái cảm giác dần dần theo cái thời gian đó, nó có một cái lá bài trust it. Và trust it này mình cảm giác được có thể là các bạn thuộc bài số 2, bạn không nhận thấy được cái sự hợp lý, không nhận thấy được cái sự công bằng chăng trong cái việc này. Vì đây nó có một cái fair woman, là một đối tượng nào đó mà tụi hai có thể là làm việc chung với cái người này. Nhưng mà bạn sẽ thấy rất là hay ở chỗ đây, một lọt mi tỉnh với mi có cái cảm giác khó chịu, tại mi không có thích cái gì mà nó vương vãi, nó phải thẳng thớm như thế nào đó. Để đây đi. Ok, rồi bạn sẽ thấy rất hay. Vô tình khi mi lấy cái lá bài này đầu tiên, mình đặt nó sát với con chuột, bạn hình dung không, cái đối tác hay là cái người nào đó mà trong cái liên quan với cái tụ hai trong cái công việc á, nó gần mấy con chuột. Mi xin phép mi cảm giác cái energy và cái năng lượng và cái thông điệp sao thì mới chia sẻ với các bạn như vậy, xin phép. Không có ý so sánh là đối tác hay cái gì đó với chuột nha. Nhưng mà cái năng lượng so sánh với cái năng lượng của chuột, có nghĩa mình có cái cảm giác giống như là hai bên đang hợp tác làm việc với nhau, và đấy vẫn chỗ là bạn không nhìn thấy được cái tính hợp lý hay là công bằng cho bạn. Một nhóm nhỏ có thể sẽ liên quan đến cả pháp lý, vì nó có cái sự sao nhãng trong cái chuyện làm ăn này, nó có cái sự sao nhãng trong cái kế hoạch này. Vì ở đây ngay bên dưới là bài devil, xin lỗi, con chuột nó lại là devil, với lại hai cái lá bài này làm cho mình cảm giác không thoải mái một chút xíu nào về cái việc này.
các bạn, tụi bài số 2 bạn hình dung không? Đó, thành ra là nó đã có thể sẽ tốn một cái khoảng thời gian cho các bạn tụi bài số 2 và cả bên kia cần phải giải quyết cái việc này. Cần phải giải quyết cái việc này. Có lẽ đó là do ở đây nó có một cái wall misunderstanding, một cái sự hiểu nhầm, misunderstanding, hiểu nhầm. Nó kiểu giống như là nó có một cái sự sao nhãng, nó có một cái sự tác động nào đó ở đây, nó làm cho cái việc hợp tác của hai bên á, tự nhiên mình cứ có cái cảm giác cái gì đó nó bất bình thường, nó có một cái gì đó nó thiếu đi cái sự chân thành, nó có một cái gì đó nó khúc mắc lắm, nó rất là khúc mắc. Đó, thành ra nó lại càng khiến các bạn tụi bà xoay phải suy nghĩ kỹ hơn, là phải nhìn lại cái kế hoạch còn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Mà sau khi hai bạn á nhìn lại, thì ở đây ngay dưới lá bài đại diện chọn tụ nó có một cái lá bài ba xu. Mình sẽ cho bạn thấy, nhìn nó hay lắm này. Biết đâu cái người mà làm chung với các bạn, mình không biết tụi bà số 2 bạn giới tánh gì á, nhưng biết đâu cái người làm chung với bạn là cùng giới tánh với bạn thì sao? Rồi, các bạn thấy nè, ở đây hai cái người phù thủy này họ đang chế cái gì trong cái vạt thần của họ. Hai cái người này thì đang làm việc. Nhưng mà đằng xa có cái ông này, ông mặc cái áo trùm ha, ông đang phóng cái phép thuật đó. Đó, có nghĩa là làm thực tế chưa đủ, nó phải có một cái gì đó nó tác động thì nó mới nên chuyện. Cho nên cảm giác như là hai bên hợp tác với nhau, nó phải có một cái giai đoạn thử thách như vậy đó. Nãy mới nói chỗ này nè. Thì bắt đầu là bạn mới quay lại, bạn mới sốt vó lên, thậm chí cả bên kia cũng vậy, cả là sốt vó lên, thì nó mới nghiêm túc mà nó hoàn thiện được cái việc mà hai bên làm chung với nhau. Có lẽ đó là lý do mà cái lá bài đại diện chọn tụ của bạn kế bên nó có một lá bài strength. Cái người này là một cái thợ điêu khắc các bạn, điêu khắc, và điêu khắc ra cái chú sư tử bằng đá như thế, bạn biết nó khó cỡ nào, khó cỡ nào. Thành ra là đấy, nó là cái việc mà cả hai, và đặc biệt là riêng cá nhân các bạn tụ bài số 2, chế ngự cái việc này nè, chế ngự cái nó hơi rối một chút xíu, nó hơi phiền một chút xíu, tự nhiên nó phát sinh ra như vậy á, trong cái quá trình mà bạn làm việc á, nó không hề là dễ dàng một chút xíu nào hết. Nhưng bạn hỏi có chế ngự được hay không, mi nghĩ rằng là tụ 2 bạn vẫn chế ngự được, vượt qua được đó. Justice nè, công lý này, công lý nó xuất hiện trong cái trải bài của các bạn tụi bà số 2 đó. Mình nói biết đâu có một nhóm nhỏ bằng dính cả là pháp lý nữa cơ, chứ không phải là chỉ là lấn cấn hai bên qua lại bình thường đâu. Rồi, nó có cái sự tác động khác, nó gây sao nhãng nữa mà phiền đấy. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì cái lá bài Justice ở đây nó vẫn mang một cái năng lượng là hệ quả hay là kết quả. Thì có thể là ngay từ ban đầu khi mà đôi bên trong cái quá trình mà mình làm như vậy, nó đã phải có những cái này kia kia nọ, thì nó sinh ra cái phiền nhiễu ở chỗ này nè. Nhưng không sao cả, vì nhờ vậy mà bắt đầu mình quay trở lại về, mình rút ráo hơn, thì đó nó cũng tạo ra một cái hệ quả mới đó. Nó vẫn là rõ việc ra cho tụ hai, kiểu gọi là mình cẩn thận hơn á, không có làm ào ào nữa, mà nhìn ngó lại mọi việc thật sự là cẩn thận. Knight of Pentacles mới cho mình có cái cảm giác là bạn bắt đầu là giật mình, thậm chí đối phương bên kia cũng vậy, giật mình xong bắt đầu là chậm lại thiệt chắc. Nhưng mà mình cũng muốn nhìn kỹ cái lá bài này bạn, vì cái lá bài này làm cho mình hơi bận lòng một chút xíu. Lá bài Justice đó, tụ hai nha. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài Justice đây này. Cái gì đây? Six of Swords à. Xin vũ trụ cho tụ 2 thấy rõ năng lượng của lá bài Justice và về cái sự thành công của sự nghiệp và tài chính của tụ 2. Empress này, hoàng hậu, the lover. Wow. Seven of Swords, rất khó chịu khi nhìn những cái lá bài the world. Ok, cái lá bài the world nó làm cuối cùng, nó đang cho mình có một cái cảm giác chuyện phiền nhiễu này, cái sự tác động sao nhãng ảnh hưởng đến cả hai bạn trong cái công chuyện làm ăn này. Ok, rút cuộc cuối cùng là cũng sẽ giải quyết được. Justice ở đây, Justice là công lý, rút cuộc cũng rốt ráo được, rút cuộc cũng chấm dứt và giải quyết được cho các bạn, cho nó xong đó, cho nó xong để bắt đầu nó quay trở lại mà hả, mình thứ nhất hai bên hợp tác với nhau nó tốt hơn, mà nó sẽ sinh ra được cái giá trị mà lợi nhuận hay là lợi ích gì đó. Đấy, ok nha bạn nhé. Có cái lá bài The World đây là bạn tạm yên tâm được một chút xíu rồi. Ok, bây giờ mình nhìn coi mấy cái lá bài này. Mà khoan, bạn cho mình nhìn cái lá bài này một chút xíu. Bài này nó làm cho mình rất là Xin vũ trụ cho tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài Seven of Swords.
Thì bạn thấy nè, cái mặt nạ trắng giả mình khó chịu nè, rồi cái người này kiểu như là ở trong một cái bốt điện thoại mà nó cái kiểu là cuộc gọi nạc danh đó. Xin vũ trụ cho tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài Seven of Swords. Seven of Cups. Ok, lấy một lá là thành là hai lá. Ten of Cups. Và hiệp sĩ gậy. Four of Cups, 4 ly. Hai cái lá bài mà muốn nhìn kỹ hơn là hai cái lá bài rất nặng, cho nên nó ra những cái, nó coi như là kiểu như cái câu chuyện nó được cứ hé mở dần ra, nó ra những cái góc độ mà nó hơi không có thoải mái đó. Cho tụ hai, kiểu mình cảm giác được là đấy, mình đang muốn nhìn cái gì nó cản trở, cái gì đây mà nó mất đi cái tính hợp lý hay là công bằng cho tụ hai. Mình cảm giác được là không biết là tụ hai bạn nhận ra cái vấn đề này không, vì cái lá bài The Empress nè, nó đang cho mình nhìn thấy được nó có một cái gì đó nó kiểu hơi cũng nó hơi một chút xíu kiêu hãnh, mà cái kiểu cố chấp cứng đầu á, không có chịu phải quyết định thật là sớm giải quyết cái chuyện này đó. Cái mình cảm giác vậy, mà cái chuyện này phải giải quyết là cái gì, giải quyết cho sớm cái để mình có cái tính hợp lý. À đâu, ok, tự nhiên đi nói xong mới nhớ như ở dưới này nó có cái gì không. Mr. Đâu, ok, đây mình nhớ nó có một cái gì đó rất đẹp. Phải nhận ra sớm, mà chịu nhận ra sớm, mà chịu nhận ra rồi thì phải làm cái gì đó, giải quyết cái gì đó để nó mới có được cái ánh sáng sunrise lại, thuận lợi lại, mọi thứ nó êm xuôi trở lại, công bằng lại cho tụ hai đó. Kiểu vậy. Giống như tại vì cái lá bài Seven of Swords này, thực sự hai cái đề Seven of Swords mới có cái cảm giác giống như là bạn một cái đấy, mấy cái con chuột này nó muốn thao túng cái tâm lý bằng những cái hành vi nó bất chánh, không có chân thành. Thành ra là mình đã cảm giác một cái gì đó, phải tìm cái cách để bắt tại trận á, kiểu giống như vậy. Kiểu mình cảm giác giống vậy. Nhưng mà nó có cái gì đó nó trở ngại. Có thể là tụ bài số 2 bạn không có dám hành động vì bạn sợ mất đi cái sự hài hòa nào đó chăng đó. Bạn không biết là làm cái gì đây, cách nào đây mới là tốt nhất. Đó là lý do mà bạn nhận được lá bài Seven of Cups. Bạn thấy cái cô này ngồi và trước mặt cô ấy có rất là nhiều cái ly tiền, cái ly tình, rồi cái ly chìa khóa xe, con bướm bướm nước sách, kiểu như là mình vẫn cảm giác là bạn không biết làm cái cách nào mới gọi là tốt nhất, thì cái cách nào nó cũng sẽ có một cái hệ quả và một cái kết quả nó tương đương và nó tương xứng cả đó. Thành ra là rốt cuộc cuối cùng, nếu mà không có làm gì hết, thì cái việc mà bạn bị giống như người ta điều khiển, người ta thao túng, làm sao nhãng đi cái công chuyện làm ăn của các bạn với cái ý đồ nó không có chân thành á, kiểu vậy, thì cái hệ quả nó còn lớn hơn nữa, liên quan đến công ăn việc làm của mình. Đó là cái lý do mà mình muốn nhìn kỹ là cái loại justice. Hình như là cái justice này là có nghĩa công bằng và cái tính hợp lý, thẳng thớm ra mọi chuyện cho tụ bài số 2. Nó phụ thuộc vào tụ bài số 2 nhiều lắm, kiểu bạn phải đánh giá nhìn những cái mà nó rộng hơn cả so với là ví dụ như mình nhìn đây là cái bài The Lover. Nó đang thể hiện một cái sự hợp tác, bạn thấy hai người này nè đang nắm tay với nhau, rồi bên xanh bên vàng như này, thì nó thể hiện là một cái sự gắn kết hỗ trợ nắm tay như thế này nè. Có thể là bạn sợ ảnh hưởng đến cái này, thành ra nó làm cái gì đó nó trì hoãn cho các bạn, mà càng trì hoãn bao nhiêu bạn càng nó làm cho mi nhìn thấy chỗ là đáng ra là nó sẽ phải có một cái trạng thái khác tốt hơn, nhưng mà mình cứ trì hoãn mãi như vậy. Đó, bởi vì nó hai cái lá bài nặng thì mình có lấy bài đó, nó rất rối màn hình, nó rất nặng. Nhưng mà hỏi rồi thì sao nữa, bà hình dung vẫn có những cái lá bài đầu tiên ở đây nhá, không sao cả, mình sẽ dẹp hết đi. Cái gì mà nó rối là mình sẽ làm cho nó gọn, vì mình không có thích nó rối. Vì lúc nãy mình có, bạn còn nhớ không, lúc nãy mình có nói là mình đã nhìn thấy một cái năng lượng nó xuất hiện trong trải bài của các bạn từ bài số 1. Chuyện sẽ giải quyết được chả sao cả, chẳng qua là bạn đang không muốn tìm, không có muốn là vội vã, muốn nhiều cách như vậy cân nhắc để coi cái nào nó tốt nhất thôi. Nhưng mà rồi bạn sẽ tìm ra được một cái cách, vì nó có cái lá bài The World, chúng ta đã đồng ý với nhau là chuyện này sẽ phải giải quyết được, chuyện này là phải nó chấm dứt
Vì dẫu sao trong trải bài của bạn nó xuất hiện cái là bài new creative idea, new venture, a fresh start, là nó có một cái qua một cái giai đoạn mới rồi mà phải giải quyết cho bằng được, phải chấm dứt cho bằng được cái việc này. Và receive ở đây là một cái sự đón nhận, một cái phước lành của vũ trụ. Nó đã xuất hiện trong trải bài của các bạn từ bài số 2. Thì cái kết nó phải thông thôi. Cái kết nó phải thông. Không thể nào mà nó mắc kẹt ở đây mãi. Ô quên, thì phản xạ cầm cái bộ bài lên xào bài các bạn. Giống như gọi là bị liệu, nhưng mà thôi. Thì mi trong đầu chưa khởi lên một cái năng lượng gì cả mà cái tay nó đã là như vậy. Ok, có thể sẽ là cái năng lượng điều khiển cái tay của mi, cho nên mi vẫn sẽ giữ cái hành động đó. Ok, bạn sẽ thấy rất hay. Cái lá bài này nhú ra, xin phép mi lấy nha. Hai luôn. Rồi. Chẳng hiểu vì sao lại cứ xào bài, nhưng chắc có lẽ đó là cái điều vũ trụ muốn. Rồi, đồng ý. Nó là như vậy nè. Giống như là Mi đang nhìn thấy các bạn thuộc bài số 2. Cái việc này nó khó nhai nè, rõ ràng nó khó nhai. Bạn nhìn thấy là cái cách Mi lấy bài là nó thấy mệt. Y chang những cái hoàn cảnh công việc của tụi bài số 2, nó thấy mệt, nó khó nhai. Nhưng hỏi là bạn có nhai được hay không? Được, nhai nát nó là khác, là bạn xử lý được, bạn chấm dứt được, bạn giải quyết được. Thì kiểu giống như bạn sẽ đưa ra một cái quyết định mà bây giờ hoặc là theo kiểu là cái phần trách nhiệm của ai, việc ai nấy làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn thấy nó quá phiền nhiễu, cho nên bạn không có muốn để bị nó lún sâu vào trong cái phiền nhiễu nữa. Tại vì nó có một cái gì đó nó bừng lên cho tụi bà số 2, life purpose nè. Gọi là life purpose, dịch sát nghĩa là mục đích sống. Nhưng ở đây mới có cái cảm giác giống như là bạn muốn tập trung vào cái chuyện lớn hơn so với là những cái thứ linh tinh nó đang tác động. Có nghĩa giống như là cái gì cũng được, sao cũng được, nhưng mà làm cách nào đây để mình giữ vững được cái công việc của mình giữ vững được cái sự nghiệp của mình đó. Nó giống vậy, cái đó nó quan trọng hơn, cho nên nó có thể sẽ tốn của các bạn tụi bài số 2 một khoảng thời gian mà cứ ngập lặng. Nhưng không sao cả, ở đây bạn có nhận được hai cái lá bài nè. Mountain Road, có thể là cái giai đoạn cái việc này nè, nó không có dễ dàng bằng phẳng như người ta để mountain road, đường leo lên núi mà. Thành ra là nó dẫu sao thì bạn vẫn đang vươn lên, dẫu sao thì nó vẫn đang có cái cải thiện. Mặc dù nó hơi nhọc nhằn một chút xíu thôi, chẳng sao cả. Như cái kiểu bạn cứ lừng chừng một hồi, rốt cuộc cuối cùng là bạn vẫn chế ngự được cái việc này nha. Bạn đưa ra được một cái quyết định là dẹp đi. Kiểu như vậy. Lây hay mãi như vậy nó không được gì cả. Nó chả tới đâu cả. Và có thể là tụ hai bạn sẽ nhận ra một vấn đề chỗ là mình cứ lây hay lần quần. Thì ra biết đâu là cái việc mà một cái người mà không có mấy con chuột này nè đó, nó cố ý làm cho mình phân tâm như vậy đó. Mình cứ loay hoay, mình cứ suy nghĩ này, mình suy nghĩ kia, mà suy nghĩ như vậy nó tốn thời gian, không đầu tư vào trong công ăn vì làm sự nghiệp được. Thì đó chính là đã thỏa mãn được cái ý đồ, cái ý định của mấy cái con chuột này rồi. Nó làm cho mình rất chi là sao nhãng, ý hại mà đó. Thành ra là bạn không có để như vậy nữa. Nó có một cái gì đó ở đây cho mình nhìn thấy là cái cảm xúc của bạn nó bừng sáng lên một cái. Cái cảm xúc của bạn tự nhiên nó khỏe lại một cái. Và đó chính là cái năng lượng của sunrise, là ánh bình minh nè các bạn. Ánh bình minh đó. Kiểu giống như là bạn fresh start, là bắt đầu lại mà. Nên có lẽ đó là lý do mà bạn nhận được một cái lá bài The Fool. Bốn lá bài này rất là ngộ, rất là vui, là vì mình không có ý định như cái cầm bộ bài mà nó bay ra. Thành ra là The Fool. The Fool đây nó đang thể hiện là bạn dẫu có thế nào đi chăng nữa bạn vẫn làm cái việc này. Dẫu có thế nào đi chăng nữa bạn cũng sẽ khởi động nó lại, không có để bị người ta thao túng, không có để bị người ta tác động. Thành ra là có thể bạn sẽ thấy cái việc này nó lâu, nó tốn thời gian và bạn phải đi đường vòng. Không biết là cái sự nghiệp, cái công việc hay cái hướng mới này của mình sao mà nó hơi kiểu hay gọi, người ta gọi là trắc trở trúc trắc đó. Nhưng nó chậm nhưng không sao cả. Nó chậm nên để bạn nhận ra được rất nhiều thứ nó hay ho lắm. Nhưng mà có thể là bạn hình dung đây là dấu hiệu bạn đi đúng hướng. Thì người ta mới phá. Bạn đi đúng hướng người ta mới có cái ý đồ. Và bạn đang đi đúng hướng có thể nó sẽ tạo ra một cái giá trị gì đó, cho nên giờ người ta muốn chôn chỉa mấy con chuột, muốn chôn chỉa cái đó. Đó, thành ra rốt cuộc cuối cùng cái lá bài mà Three of Pentacles nó đang thể hiện rất rõ là bạn nhận ra được cái hướng của bạn đi là nó đang đúng. Là nó đang đúng thì mình cứ đi tiếp thôi. Four of Wands này nó vẫn cho mi nhìn thấy được rằng là nó có một cái sự theo kiểu giống như là có một cái niềm vui đang chờ các bạn phía trước nè. Nó có một cái sự vững chắc ở trong cái công việc của các bạn tụi bài số 2 phía trước nè. Rồi kiểu giống như là nó sẽ mang đến, tạo đến một cái giá trị thịnh vượng cho các bạn tụi bài số 2 đó. Cái lá bài này là một cái lá bài đẹp. Vậy thì rốt cuộc cuối cùng chúng ta chưa nhìn thấy cái giá trị tài chánh của các bạn. Với cái lá bài Knight of Pentacles, các bạn hình dung
nó hơi chậm nha, nó hơi chậm, nhưng mà hỏi là có được cái giá trị thặng dư hay là doanh thu, doanh số, tiền bạc, tài chánh có hay không á, thì bạn sẽ hình dung là cái quá trình bạn làm công việc này nó có thể sẽ bị hao hụt một chút xíu ở cái đoạn bạn giải quyết rất là nhiều thứ. Thậm chí một nhóm nhỏ lúc nãy tụi hai mới nói nó có thể sẽ vướng một chút xíu đến pháp lý, cho nên là tốn tốn một chút xíu tiền của bạn dọc cái hành trình. Có những cái bị tác động đến cái cảm xúc của mình và cái túi tiền của mình một chút xíu, cho nên cái việc mà mình thấy cái giá trị thặng dư, tiền bạc, tài chánh, doanh thu, doanh số nó quay trở về bạn, có thể bạn sẽ không thấy trước mắt thôi, nhưng nó có chậm. Nó có chứ không phải là không có các bạn. Cho nên cái Miko có cảm giác là năng lượng cũng như là năng lực của tụi bà xoay đổ rất là nhiều vào trong cái việc là bạn giải quyết cái lòng vòng như thế này. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là bạn bừng tỉnh sáng lên, ô thì ra là mình đang bị người ta dắt mũi, nó hơi giống vậy, nó cho mình đi lòng vòng mà. Nó đi vòng mà gì, đâu có thời gian, tâm trí đâu mà đổ gì trong công chuyện lớn. Mà rốt cuộc cuối cùng bạn phát hiện ra cái điều đó. Quan trọng ở chỗ là bạn phát hiện ra điều đó. Nó hay ở chỗ đó. Rồi khi mà bạn phát hiện ra cái chuyện đó thì là tiếp tục mà làm việc tiếp thôi, kiểm soát lại mọi thứ thôi, chứ đi mọi thứ nó tuột khỏi cái tầm tay. Mà khi mà bạn bừng sáng lên một cái là mọi thứ nó lọt lại trong lòng bàn tay của các bạn tụi bà số 2 đó, nó kiểu giống vậy. Rồi làm tiếp thôi các bạn. Nó là như vậy tụi 2. Nó quá dài cái trải bài của bạn cho nên xin phép mình ngừng ở đây các bạn. Chúc mọi sự yên ổn. Rồi, và bạn nhận được nhiều những cái giá trị cũng như gặp gỡ được những cái kết nối mà nó trong lành, nó thiện lành. Tụi hai nhé, chúc mọi sự phước lành. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn, tụi bài số 3. Đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụi của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụi ba, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem sự thành công trong công việc, sự nghiệp và cả là tiền bạc tài chính của tụi ba. Từ nghe lá bài đại diện chọn tụi của các bạn, ở đây mới đang nhìn thấy được rằng là bạn đang có thể sẽ là rơi vào trong một cái trạng thái nó hơi bị sao nhãng một chút xíu. Hỏi là vì sao lại sao nhãng? Cảm giác như là bạn có cái mục đích, bạn có cái kỳ vọng, bạn có cái điều bạn mong chờ trong con đường sự nghiệp và công việc của các bạn. Nhưng mà nó còn có một cái gì đó nó chần chừ ở đây, nó hơi níu các bạn tụ bài số 3 lại một chút xíu. Kiểu giống như là mình là cái người mà có cái chí hướng, có cái mục tiêu, có một cái ước mơ, nhưng mà mình phải làm một cái công việc nào đó, hoặc là mình phải lựa chọn một cái cách thức nào đó, hay là mình phải đi một cái con đường nào đó mà nó đúng nhất để mà tới thẳng đích luôn đó. Cho nên theo kiểu giống như là bạn muốn thử một chút cái nào, giống như hoặc là bạn muốn nhìn coi ngó là cái nào nó mới có cái điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế của nó đó. Thành ra nó làm cho bạn hơi sao nhãng, nó hơi làm cho bạn trì hoãn đó. Lúc nãy mới dùng cái chữ là trì hoãn một chút, vì bảy cái ly cocktail này ở đây nó cho mình nhìn thấy là bằng một cách nào đó tụi ba bạn chỉ có thể nhìn thấy được cái bề mặt của những cái con đường và cái cách mà nó diễn ra trước mặt các bạn mà thôi. Bạn sẽ không thể nào có thể phân tích được điểm mạnh và điểm yếu, hay là cái mặt hạn chế, hay là cái mặt mà thuận lợi của những cái mà bạn đang phân tán cái năng lượng của các bạn ở đây. Cho nên nó mới sinh ra một cái, bạn sẽ thấy ngay bên dưới lá bài này nè, đại diện trong tủ nó cũng có lá bài Five of Pentacles. Nó làm cho mình đi nhìn thấy được nó sẽ sinh ra một cái năng lượng không có được thịnh vượng. Nó sẽ sinh ra được một cái năng lượng là nó làm cho bạn hơi hơi mệt và hơi khổ sở một chút xíu, chán chán nữa, kiểu giống vậy. Nó giống như theo kiểu là cái trải bài ngày hôm nay chúng ta xem về cái sự thành công trong công ăn việc làm, sự nghiệp cũng như là tiền bạc tài chánh, nó sẽ sinh ra một cái năng lượng là làm gọi là cái góc độ mà không có được thịnh vượng trong suy nghĩ, khổ sở trong suy nghĩ. Thì dĩ nhiên sẽ có một nhóm tụ bài số 3 khổ sở thiệt luôn ở trong cái góc độ là tiền bạc và tài chính đó.
Nhưng bạn nhớ giúp My thông điệp vũ trụ gửi cho bạn ở chỗ này nè, là khổ trong tâm lý trước, khổ trong cái suy nghĩ, khổ trong cái tư duy trước, nó sinh ra khổ ngoài luôn. Đó thì mà cũng chỉ bởi vì bây giờ bạn cũng không có biết là phải phải nên thế nào đây cho nó tốt nhất, nó làm cho bạn mất cân bằng, và bạn không thực sự có tin vào bản thân của mình nữa cơ. Bạn không không thực sự là dám làm một cái gì cả. Nhưng mà may thay trong trải bài của các bạn, tụ bài số 3 nó đã có một loạt các lá bài rất là đẹp. Trust, một cái sự tin tưởng. Blessings là phước lành. Sky nó là một cái cuốc, nó thể hiện là một cái sự cắt bỏ đi. Đấy, tất cả những cái mà đoạn đầu mi với mà mi nói với các bạn như vậy là cắt bỏ đi. Rồi mi sẽ thấy các bạn tụ bài số 3 bằng cắt bỏ mấy cái đó để mà tập trung vô cái chuyện lớn, để mà còn làm tiếp. Đó, thành ra là vì sao mà bạn có thể dám dẹp qua hết mấy cái mà nó kiểu nó lăng tăng nó làm cho bạn bối rối mà phân tán như vậy, làm sao mà bạn có thể làm được cái việc đó? Thì ở đây mi đang nhìn thấy rằng là bạn bị xôn xao. Đồng ý là bạn bị xôn xao, nhưng mà rồi bắt đầu bạn nhận ra được một điều rằng là mình muốn cái gì, rốt cuộc cuối cùng cái mà mình muốn là cái gì đó. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy nó rất hay, nó có một cái bài staff you will be taken care of in difficult times, là tụ bài số 3 sẽ được chăm sóc vào cái thời điểm mà khó khăn nhất. Hay lắm, không biết ai chăm sóc các bạn nha, chứ với cái lá bài King of Cups đây nè, một cái lá bài nước thủy, nước nó chủ là về trực giác. Thành ra kết nối với cái lá bài này, mình đang nhìn biết rõ, rất rõ, nó nằm ngay dưới blessing luôn nè, King of Cups. Lá bài nó chủ về là trực giác, nằm ngay dưới lá bài blessing, phước lành. Điều này có nghĩa là đứng bảo hộ, chăm sóc cho bạn, taking care cho bạn đó, là chỉ đường. Ý mình nói là chỉ đường, chứ còn đâu có chăm sóc cái gì đâu mà là chỉ đường thôi. Cho nên nó giúp cho các bạn tụ bài số 3 bạn bừng lên một cái ok, mình cần cái gì vậy, mình muốn cái gì đây, rốt cuộc cuối cùng là phải giải quyết cho nó nhanh, phải làm cho nó nhanh, chứ còn lần chần ngồi chờ hoài luôn thì không xong á. Đó, lúc đó là bạn mới vung cái cây cuốc suy nghĩ này lên dẹp kiểu vậy, làm một cái thôi. Vào cái thời điểm mà bạn cảm thấy nó cờ lơ cờ bơ như vậy, bắt đầu là nó làm cho bạn bừng sáng lên đó. Đấng bảo hộ làm cho bạn bừng sáng lên, và bạn thấy rằng là bạn hoàn toàn phải là cái người mà giải quyết cái chuyện này. Mà ngoài ra là mình còn thấy thêm chút xíu cái nhỏ nhỏ này nữa nè tụi ba ơi. King, Page of One. Không biết là trong cái quá trình mà cái giai đoạn này, cái chuyện này, cái việc này nó diễn ra như vậy, không biết là tụ bài số ba có một chút xíu nào đó nó tự ái ở đây, hay là một cái gì đó nó tự trọng, hoặc một cái gì đó nó mặt mũi, nó sĩ diện hay không á. Nên nó có thể sẽ làm cho bạn cứ lần chừng lừa trừ cái đoạn đầu á, lần chừng lừa trừ mãi, rồi nó sinh ra một cái tư duy khổ sở đó. Đó, nếu mà có thì là đấy là một hồi chuông báo động rồi các bạn tụ bài số 3. Vì mình nhìn thấy trong cái trải bài này rồi, mình truyền tải cho các bạn là như vậy. Người bạn biết ngay rằng là cái mà nó gây cản trở cho bạn một phần là do cái tính cách của mình nữa, nó làm cho bạn mất đi cái độ mà hài hòa. Nhưng mà thôi, vẫn là ở cái chỗ này mình đang nhìn thấy rằng là rốt cuộc cuối cùng là bạn thấy rồi, là phải mà giải quyết cho nó nhanh. Mà khi mà cái suy nghĩ của bạn nó thay đổi như vậy, nó tạo ra cái phước lành, nó tạo ra bắt đầu là tư duy thịnh vượng trở lại. Nãy tư duy khổ sở sinh ra cái tư duy thịnh vượng trở lại, nó đổi, nó sốc dậy cái năng lượng cho các bạn tụ bài số 3. Mà lúc đó bạn sẽ hình dung là nó chuyển giai đoạn cho bạn. Vì cái lá bài mình đang cầm trên tay Ace of Pentacles, mình để gần cho bạn thấy. Bạn thấy cái cánh cửa không? Đó, nó thể hiện rõ là cái giai đoạn mà nó lần dần lừa trừ, nó khổ sở của các bạn, nó khép lại, nó chấm dứt lại. Nó chấm dứt cho các bạn, để nó giúp cho bạn hài hòa lại cái cảm xúc. Nhưng mà lá bài này đẹp quá, chúng ta cùng nhau nhìn kỹ cái lá bài đó một chút tụ ba nhé. Xin vũ trụ cho tụi ba thấy rõ năng lượng của lá bài Ace of Pentacles và một thay đổi mới tốt đẹp hơn trong công việc sự nghiệp của tụi bài số 3 là như thế nào. Lá bài nó cho mình thấy mùi thơm của thịnh vượng và tài chánh. Dùng cái chữ mùi thơm. Nữ hoàng gậy nè, cậu bé gậy tiếp nữa nè, 4 xu tiếp nữa, và 3 ly. Rồi bạn thấy là đây là một cái lá bài cái người tắm, đang tắm mà để cái thanh kiếm ở kế bên vậy, giống kiểu như sẵn sàng trực chiến vậy. Nó thấy mệt, nó làm cho mình đang nhìn thấy được là nghỉ ngơi nó cũng không có yên nữa. Thì nó kết nối với đoạn đầu mình nói với các bạn tụ bài số 3, kiểu giống như là bạn cứ muốn suy nghĩ mãi thôi, không biết cái nào là nó tốt nhất, suy nghĩ tới suy nghĩ lui dần dần, cái thôi thúc trong lòng của bạn, cái năng lượng trong lòng của bạn nó nhiều lắm rồi nhưng mà vẫn chưa dám làm, vẫn chưa dám
thay đổi vẫn chưa dám thực hiện đó, cái kiểu giống vậy. Cho nên nó giống như một cái quả bom mà nó nổ chậm vậy, thì thành ra rốt cuộc cuối cùng đi một mạch, giống như thông điệp ở bên dưới mình vừa mới chia sẻ cho các bạn, và bạn nhận ra một điều ok với cái lá bài Page of One, bạn sẽ thấy rất là đẹp, mới để lại cho bạn nhìn nè. Một một cái người trẻ đang chơi cái này, mình không biết cái này cái tên gọi là cái gì, quên rồi, trượt ván, lướt ván đó, nó sẽ liên 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 kết cái năng lượng của tụ bài số 3. Bạn nhận ra là thôi cứ mà cứ lần trần lừ chiều suy nghĩ hoài thì nó cũng không tới đâu đó. Cho nên quyết định là phải hành động ngay ngay, go for it, là hành động ngay. Nên lập tức cả những cái năng lượng mà nó dồn trong con người của các bạn tụ bài số 3, bao nhiêu là ý tưởng nữa cơ, bao nhiêu là cái năng lượng nó dồn, nó bắt đầu là đến cái thời điểm nó bừng sáng ra, cho nên nó mới chuyển cái năng lượng đẹp như vậy, là bạn tụ ba cái công ăn việc làm của bạn nó mới chuyển qua một cái giai đoạn mà nó thịnh vượng là như vậy. Mà ở đây nó đang có là hai ly hả, King of Cup và hai ly, đây là cái gì đây, quên rồi, à, bốn ly hả. Không hiểu sao mi cứ có một cái cảm giác là nó có một cái người bạn, nó có một cái người song hành với các bạn tụ ba. Có thể là vào cái thời điểm mà bạn bừng sáng lên như vậy nè, là bao nhiêu cái ý tưởng của bạn nó có thể sẽ làm cho một cái người bạn nào đó nhận ra được à cái giá trị, cái sự hay ho, và cái người đó có thể sẽ họ sẽ song hành, họ họ giúp các bạn đó. À ở đây nè, ok, mình nói xong mình mới thấy đó, close up là một người bạn thân cận, pleasure with a close friend. Đó, nó có một cái sự hợp tác ở đây, hay là gọi là một cái sự giúp đỡ ở đây. Để bạn có thể gọi là thẳng đường hơn được để làm. Mà cái quan trọng ở chỗ là cái vấn đề, cái một nhóm lúc nãy mới có nói tụ ba đó, nếu mà có khó khăn về cái tài chánh đó, thì đây là cái thời điểm khi mà bạn biết rồi, bạn bừng phát lên như vậy là nó giải quyết được cái khó khăn, biết đâu có ai để giúp bạn. Mà giúp thì nhận thì nó tốt thôi chứ đâu có gì đâu ta. Vì sao mi nói mi thấy trên trải bài này đoạn nhớ, bạn bạn còn nhớ đoạn đầu mi có nói là có một cái gì đó nó hơi hơi một chút xíu giống kiểu tự ái hay là mặt mũi ở đây á, nên nó làm cho bạn tốn thời gian loay hoay lòng vòng ngập lặng hồi, mà rốt cuộc cuối cùng là nó có sẵn một cái người mà giúp các bạn ở đây cho nó gọn, cho nó nhanh. Có lẽ đó là lý do mà mình nhìn thấy ở đây cái lá bài Three of Cups mà không 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 sớm thì muộn, kiểu giống như là bà hình dung ở đây là một cái lá bài nó rất là đẹp, người trong lá bài này đang vui vẻ với nhau, đúng nghĩa là vui vẻ luôn á, open, mở ra, mở mở lòng ra mà vui vẻ với nhau. Thành ra mình vẫn đang nhìn thấy là khi cái giai đoạn là bạn thấy rồi, bây giờ là mình phải đón nhận cái sự trợ giúp này á, thì nó sẽ rất là vui, nó tạo ra cho bạn cái sự thuận lợi, cũng xây dựng cả được cái mối quan hệ luôn. Nó vui trọn vẹn, nó vui toàn bộ, có lẽ đó là do blessings, là phước lành xuất hiện trong trải bài của các bạn, chuyển hẳn hoàn toàn qua cái giai đoạn mới luôn. Có thể là lúc đầu do bạn nghĩ là bạn tự thân vận động được đó, mà bạn nghĩ cái này nghĩ khi nó tốn thời gian, nó làm dần 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 cho bạn hơi khổ một chút xíu đó. Nhưng mà ở chỗ là từ cái chỗ là tự thân vận động xong, sau đó là bạn nhận ra được rằng là à, bạn vẫn tự thân vận động nhưng mà người người ta chỉ là tương trợ bạn thôi. Có thể bạn nhận ra một cái góc độ tư duy đó, nó làm cho bạn bừng sáng lên và bạn kiềm chế lại một chút xíu cái cảm tính của mình. Rồi như vậy mà chuyện nó trôi, như vậy mà chuyện nó mới trôi được, nó dễ dàng cho các bạn. Và đặc biệt nha, nếu mà để nói là trong cả ba tụ ngày hôm nay thì cái tụ bài số 3 ở cái góc độ là cái tài chánh của các bạn nó rõ nét hơn hẳn so với hai tụ kia. Hai tụ kia dĩ nhiên cái quá trình công việc và sự nghiệp người ta cũng có nhiều cái chật vật y chang như bạn, thậm chí có cái tụ khổ hơn nữa kia. Đó, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì nó cũng đỡ về cái góc độ là tài chánh. Còn các bạn là mình đang nhìn thấy là nó qua một cái giai đoạn mà bạn thấy là cái tiền bạc của bạn nó có thể sẽ thở phào được. Tiền bạc tài chánh của bạn có thể sẽ thở phào được, vì biết đâu là bạn nhận được một cái sự hỗ trợ giúp đỡ như nãy giờ mới nói, mà sự hỗ trợ giúp đỡ đó có thể sẽ là thiên về là tài chánh luôn đó. Cho nên mọi thứ nó có một cái sự gắn kết hài hòa, rồi công việc thì nó xuôi chèo mát mái, nó đẩy các bạn tụ bài số 3 đến một cái giai đoạn là thịnh vượng cả, thuận lợi cả là về cái tiền bạc và tài chính đó. Thành ra đây là một cái trải bài bạn sẽ thấy rằng là nó mang cái năng lượng đẹp lắm, mà theo kiểu gọi là có hậu. À, đến đây nó có một cái hậu được rồi, chắc là mình xin phép mình ngừng quá, tại vì nãy giờ mình đi tìm cái hậu cho các bạn. kiểu giống vậy thì mình thấy nó có một cái năng lượng đẹp rồi, Ace of Pentacles mở ra một cái giai đoạn, bạn thấy công việc nó thuận lợi hơn, mở ra một cái giai đoạn tự nhiên cái tiền bạc tài chánh thu nhập đó nó tới nhiều hơn so với trước đây. Start up nó giống như một cái bắt đầu mới, một cái new beginning chứ không phải là start up, beginning thì đúng hơn, một cái bắt đầu mới.
phối hợp lại, hai bên hài hòa, công chuyện thuận lợi, mọi thứ nó đẹp trở lại cho tụ bài số 3. Rồi, chắc đến đây mình xin phép ngừng. Cầu chúc quan việc làm, rồi tiền bạc tài chánh, và quan trọng ở chỗ là cái mối quan hệ nó sẽ hài hòa thuận lợi, giúp đỡ rất là nhiều cho tụ bài số 3 trong công việc và sự nghiệp của các bạn nhé. Chúc phước lành, xin phép ngừng. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình. Bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ở bên dưới. Cảm ơn tụ bài số 3. Xin chào.